Đảo những người vô tích sự. Tập 5. Hình như mọi người đánh lộn nhau thì phải. Ừ thì cô uống tí chút. Sau đó là gì hả? Là gì sau đó? Rồi ông ấy đi kiếm củi. Tiếp theo tôi không nhớ gì. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã mở chai? Chính bác uống mà không nhận ra thôi. Chính là sao? Chai thứ tư bắt cả xâm phạm. Để dành đến sáng. Thôi được, nhưng chuyện không phải ở đó. Thế ở đâu? Ở chỗ có ai đó tấn công bác. Lúc đầu là tấn công ba xa. Trên đảo này còn có ai đó ngoài chúng ta. Cháu thấy điều này rõ lắm. Này các người, đủ rồi đấy. Đủ làm mọi người sợ hãi rồi đấy. Tôi chẳng hù dọa ai cả. Chỉ đơn giản đối chiếu với thực tế. Không đâu. Cậu dọa mọi người đấy. Đang dọa đấy. Cậu muốn chúng tôi cứ ngoan ngoãn như thỏ rồi phục tùng cậu. Tôi xé xác cậu, doanh nhân ạ. Nghe này, chính cậu tấn công mọi người đấy. Tôi à? Phải. Chính cậu. Là cậu. Cậu tổ chức chuyến đi cho chúng tôi tới đây. Cậu có vấn đề gì trong nước à? Trốn thuế chắc. Hay kinh doanh bất hợp pháp. Hay rửa tiền. Còn gì nữa à? Rõ quá còn gì. Nhanh chóng làm chuyến du ngoạn. Tạo ra cái chết của chính mình. Và thế là yên chuyện. Mọi chuyện được ém đi. Xóa sạch dấu vết. Người kia lảm nhảm cái gì vậy? Thì vẫn thế, nói cho sướng mồm. Ha ha, tôi nói sự thật, toàn sự thật đấy. Bởi cậu đã biết hòn đảo này từ trước. Chính cậu nói rằng chúng ta phải ở lâu trên đảo. Muốn chứng minh là chúng ta không thể tự cứu được. Rồi đem cậu mò tới tấn công, không cho ai đi khỏi đây, đúng chứ? Này đừng có chọc anh Riêu Kha như thế. Hơn thế, lúc nào anh ấy cũng ở cùng chúng ta. Thì cô với cậu ta cùng một ruột. Chuyện vớ vẩn. Vớ vẩn à? Vớ vẩn gì mà rõ như ban ngày thế? Các người sợ quay về nước, sợ pháp luật, sợ ngồi tù. Lôi đến đây toàn cơm thừa canh cặn, rẻ rách, không đúng thế à? Sao trước đây ông bảo có âm mưu chính trị phản ông? Giờ ông lại buộc tội Andrei cầm đầu âm mưu tiếp theo. Ông bị hội chứng tâm thần, sợ bị truy tìm rồi. Là do anh chồng cô khôn ranh quá. Anh ta bắt tay sớm với đối thủ của tôi. Có khi nhận được tiền rồi nhỉ? Nhận tiền rồi chứ. Cơ bản tất cả chúng ta đang là con tin rồi. Nghe ngứa cả tai. Rồi chúng tôi sẽ trở thành nhân chứng rằng thực tế đã xảy ra chuyện bất hạnh. Mọi chuyện lại sạch sẽ. Cậu tính vậy đúng chứ? Giá tôi có khả năng tự chọn công ty. Tôi sẽ trả nhiều tiền để chẳng bao giờ phải nhìn thấy ông. Cậu lại xạo rồi. Bởi tôi là nhân chứng chủ chốt. Là con ác chủ bài. Không. Cứ về đi. Rồi ngồi tù. Cãi nhau thấy đủ rồi chứ. Nếu trên đảo vẫn còn ai khác ngoài chúng ta thì sao? Chẳng có ai ở đây đâu. Maria, Ivanovna. Không có ai hết. Có muốn tôi xuyên rừng về láng không? Sẽ chẳng có gì xảy ra với tôi hết. Sao à? Là vì ở đây chẳng có ai hết. Không có. Đúng là tâm thần. Ai đánh cắp chai của tôi đây? Là chai cuối cùng dành cho buổi sáng.
Đúng là kẻ tâm thần. Còn hơn thế, mặc xác lão ấy đi. Sao mình cứ chăm lão ấy thế? Chăm chút gì đâu. Người ta bị dạ dày, thì em thì cái gì? Chẳng gì hết. Cô có thấy những gì ông ta nói? Ai cơ? Sevelli Timofevich, phải. Tôi thấy toàn điều nhảm nhí. Có nhảm nhí thật, nhưng cũng có một điều gì đó đúng. Là điều gì vậy? Không nhớ lại được. Ông ta nói chàng gian như liên thanh, không nghe kịp. Xong có gì đó vụt thoáng qua. Ôi trời ơi, chuyện gì vậy? Tôi vừa đi ra, cái con ngu ngốc này nó nhảy cẳng lên. Đừng có thường cẳng với súc vật. Cái gì? Không được đánh súc vật. Động đến con dê nữa tao vặn cổ đấy. Mày nói gì? Không nghe thấy à? Tao vặn cổ đấy. Lại đây cho mày vỡ sọ bây giờ. Thôi đi Bechia, bình tĩnh. Mày cần chữa bệnh đấy, hiểu không? Bỏ tôi ra, bình tĩnh lại đi. Đồ ngu. Được rồi, các người hùa với nhau phải không? Nhà dựng xong rồi, có mái che đậy rồi, chỉ còn chưa lắp anten định vị nữa. Chưa kịp làm. Chưa kịp à? Ai ở đây cần xem phim heo hả? Tốt hơn. Tốt hơn cần động não, hiểu chưa? Ai thế nhỉ? Bechia, Bechia, gì thế? Ai ngoài kia nhỉ? Chào ông, chào anh, có chuyện gì vậy? Cần ký giấy tờ. Thế ai đến đầy sân nhà của tôi thế này? Trong vùng có dịch, không khoan đã, mà đây là ai vậy? Phát hiện có cúm gà. Cúm gì? Cúm gà, có lệnh phải tiêu hủy hết gia cầm. Thế tôi liên quan gì ở đây? Lệnh nào? Ông cần ký giấy. Mình còn đứng đấy làm gì? Thì anh khoan đã nào, ký giấy tờ gì? Đừng gào nữa, biốt dịch bệnh, ông hiểu không? Tôi liên quan gì chứ? Cả tôi cũng chẳng liên quan, có lệnh. Trả tôi đây, trả đây. Lui ra. Tôi không cho phép. Tao bảo lui ra. Không. Dừng lại, dừng lại. Tôi bảo dừng. Biot. Biot. Trả đây, trả tôi đây. Oh, my God.
Ôi đau. Yên nào, đừng có động vào. Các đồng chí ơi, ai lấy chai đây? Làm ơn trả lại nhỉ. Ai với trả ai? Còn ai vào đây nữa? Tôi vẫn nhớ cái chai hình dáng thế nào. Có hình chiếc sừng, bộ móng. Là chai whisky. Anh nghĩ sao? Con dê kia tấn công ta à? Không tấn công ta, mà tấn công thằng thiểu năng kia thì có. Cậu ấy không thiểu năng, mà chỉ là tự kỷ. Với con dê thì thiểu năng hay tự kỷ có khác gì? Kia kìa, cái chai nào ở cây kia? Cái gì? Bác anh bé ơi, có phải cái chai của bác trong bụi cây không? Ở đâu? Cái gì? Ai vứt đi à? Ở kia. Kia kìa. Nào, ai vứt vậy? Đủ rồi đấy. Chai whisky của tôi vẫn còn nguyên. Ồ, nhưng đã mở nắp rồi này. Đưa cháu xem được không? Dĩ nhiên rồi, tất cả sẽ cùng uống. Bác nhớ lại xem chính bác mở hay không? Hình như không, có hay không mở? Ơ thì nhớ là mở. Ôi giời, có khác gì đâu? Khác nhau nhiều đấy ạ. Ở đây cậu làm quái gì đấy? Không nên uống chai này, không nên là sao? Không được uống, có thế thôi. Sao phải đổ cơ chứ? Đúng là thằng độc tài. Thế đây, các người có hiểu chuyện gì xảy ra không? Cần đóng thuyền rồi chuồn khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Bác Albert, bác hiểu cho, đúng là ban đầu ai đó đã đến cắp chai rượu, rồi vứt lại. Chính cậu. Không, không phải cháu. Cái chai bị mở nắp chứng tỏ nhiều điều. Điều gì? Điều gì chứ? Cháu chưa thể nói rõ bác được. Cậu là thằng khốn, Andrew Kha. Nếu thằng Gena ở đảo, chắc nó sẽ cứu ta. Cho dù cả Gena cũng là một thằng khốn. Bố ơi, bố ơi, mở cửa ra nào. Tôi gọi lính đến ngay giờ. Lúc đó ông không cần mở nữa nhé. Lại còn bố à? Còn gọi cả cảnh sát đến nữa đây. Nào, cứ gọi đội lính đến đây. Gọi đi. Bố à, mở cửa ngay đi. Đồ nát rượu xấu xa. Đồ hủi. Tôi sẽ chết. Rồi xem lúc đó vắng tôi các người nhảy múa thế nào. Cái gì? Phải cứ chết đi. Tôi sẽ không thèm chôn ông đâu. Mẹ kìa, thôi đi. Cái gì? Là cái ý đấy. Tôi quyết sẽ để ông vào nhà mổ. Cho ông lăn lóc cả tháng, cho người ta đốt, rồi vứt xác vào mộ tập thể. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ mẹ cái gì? Mẹ nói nhố nhăng gì đấy? Bà vứt vào hầm mộ chứ gì? Thôi đủ rồi bố, đủ rồi. Một trăm bảy mươi. Bình thường 76. Ở đơn vị tôi, ở đó có kho đạn bị nổ. Còn tôi ngay cạnh đó, bị đạn bắn vào tụy.
Chuyện đó không sao chứ bác sĩ? Không sao. Rồi cũng được khâu lại cẩn thận. Bác sĩ có thấy lo không? Chúng tôi không lo gì hết. Còn khi tôi phục vụ ở phía Bắc, hai ngón tay bị đóng băng. Đã cắt bỏ rồi chứ? Cắt ai cơ? Ngón tay bị tê liệt. Ồ không, ơn trời, chưa đến mức ấy. Rất tốt. Nhưng tôi không cảm nhận được. Hoàn toàn không. Tốt. Mà thưa bác sĩ, vẫn còn mảnh đạn bị bắn ở hông. Đó là lúc đóng quân ở Trung Á, hỗn loạn lắm. Xong không phẫu thuật, vẫn còn một mảnh nhỏ. Đạn ăn vào sâu. Rồi sao? Vậy thôi không sao. Tôi muốn báo để sau khi chết đi, người ta có mổ thì cốt sao dao mổ sẽ không bị gãy. Nhỡ đâu bị đụng vào. Đây, mang ra bàn hộ chiếu và ủy ban tình trạng công dân. Để làm gì ạ? Để đóng dấu không liệt vào dạng chung cất. Không liệt vào dạng chung cất. Sao? Tiếp theo thế nào? Nghĩa là không muốn chôn tôi. Phải vậy không? Lại nóc rồi phải không? Bà chẳng nói sẽ cho tôi vào nhà mổ để chôn trong mộ tập thể là gì? Lại đi giày vào à lão kia? Có phải chạy lính đâu hả? Còn la hét nữa, tôi gọi cảnh sát đây. Chào mẹ. Chào con. Ôi sao mua nhiều thế? Tốn bao nhiêu tiền làm gì? Vâng, có gì đâu mẹ. Sao nghĩ bố mẹ không cố được à? Ơn trời, tiền lương vẫn đủ. Thôi được rồi mẹ, được rồi. Nào mẹ, bây giờ con. Rồi vào nhà đi nào. Bố có nhà không? Lão ấy còn ở đâu nữa chứ? Ở nhà, lại nát rượu kia kìa. Bố ơi, mở cửa đi, có chuyện muốn nói đây. No. Chuyện gì? Tao uống chứ bố. Tao cay rồi. Vâng, thấy rõ là vậy. Petia, mình có nghe thấy gì không? Có thấy. Yên nào. Nói sao vậy? Petia, gì ngoài đó ấy nhỉ? Chết rồi. Sao nhìn ta thế? Ta đâu có động đến con dê của cháu. Nó lên 20 phút rồi. Tôi đã ngăn đừng có uống sữa của nó. Nguy hiểm mà. Tôi cảm thấy bình thường. Uống cũng uống chẳng sao. Phải, con dê không bị ốm. Hôm qua ở đây uống whisky, mọi người nhớ không? Vậy đấy, nó ăn đống cỏ và đi tông. Hóa ra nếu hôm qua chúng ta uống thì... Thôi mà, có khi nó chết là do độ cồn. Khổ con vật quá.
Chẳng ai có thể mổ nó, cho nó khỏi đau nhỉ? Xin tránh xa ra nào. Tôi thấy chú mày làm được rồi à. Maria, mình sao vậy? Nằm nghỉ đi. Nào, nằm xuống Maria. Thế tốt rồi. Bechia, ta cần phải đi khỏi đây. Đi đâu? Lên thành phố. Đến chỗ con trai với con dâu. Được rồi. Katia, con sao vậy? Bố đi tìm con mãi. Nó chết rồi. Cái gì? Đồng hồ chết rồi và thời gian cũng vậy. Thì có gì đâu con, đừng buồn vậy nữa. Xem đồng hồ thì biết điều gì sẽ đến tiếp theo. Sau tiếng rưỡi nữa là hết giờ học. Sau 2 tiếng là ăn trưa. Mùa hè mặt trời lặn vào lúc 10 giờ tối. Xem và cảm thấy tin tưởng. Nó không lừa dối, bởi nó tiện dụng như vậy. Katia, bố không bao giờ lừa dối con. Bố có lỗi trong mọi chuyện. Bố lỗi ở đâu? Ở đâu? Giá mẹ còn ở với chúng ta thì chuyện này chẳng bao giờ xảy ra. Katia con, thì chuyện mẹ con mất, bố không có lỗi đúng không? Bố lấy cô ta, vì cô ấy mà chúng ta phải ở đây. Katia này, theo bố chúng ta đã bàn về chuyện này rồi. Đôi lúc em ghen tị với anh đấy, bởi anh chẳng bao giờ phải nói điên vì bố ăn ngủ với mẹ ghẻ. Giờ học xong chưa nhỉ? Chưa. Vẫn còn kịp. Có thể ghé nhìn được không cô? Katia, lại đây con. Nào, lại đây. Đấy, con nhìn kìa. Họ đang nhảy. Đấy, họ đang nhảy. Đấy là Nadia, nhìn xem. Em ấy đang nhảy. Còn kia cô đang ngồi là Nina đấy. Ây da, cô ấy không nhìn.
Natasha ơi. Nào các cô gái, làm quen nhau đi nào. Đây là Nina, đây là Nadia, còn đây là Katia, con gái anh. Cô rất vui. Cháu dễ thương quá. Thế những người còn lại thì sao? Sao? Thì cứ thế. Ta vượt được vào bờ rồi sẽ gọi cứu hộ. Sẽ chết ở đây mất trong cái túp của mình. Nào, chú mày cưa cây, còn anh sẽ buộc. Được rồi. Này chú mày nói làm doanh nghiệp phải không? Tư nhân. À, doanh nghiệp tư nhân. Hệ thống đánh thuế tối giản. Hay đấy. Thành tích thế nào? Anh biết đấy, không tồi. Cũng nhận được hợp đồng lớn ngay trước chuyến đi. Vậy à? Có thể nói đó là đơn đặt hàng quốc gia. Ừ, quá tốt. Lĩnh vực gì thế? Tới giúp chút nào. Trong ngành y, vậy đây. Bệnh nhân nhận hai vết thương nhẹ nhàng bằng súng vào ngực. Chàng ho gà xin lỗi, chỉ là biểu hiện sót lại. Chẩn đoán sơ bộ, nguyên nhân tử vong do chấn thương không phù hợp với cuộc sống. Cái chết đến vào hồi 19:23. Không sợ chết gì mà, anh Savelli. Nói chung anh chẳng sợ gì hết. Sao nào?
tiến lên, tốt hơn. Tôi nên ở lại. Chú mày sao vậy? Nhát như cấy thế à? Hiểu gì anh cũng phải bơi quay trở lại với chúng tôi. Hiểu rồi. Nghĩa là chúng ta sợ hãi. Đất nước cần một người hùng. Tùy chú mày thôi. Anh đây không thể ép. Lên nào. Đẩy đi. Nào đẩy đi. Được rồi. Ở lại may mắn nha. Chúc may mắn. Đồ cứng đầu cứng cổ. Ông anh à, thật tiếc không có máy quay. Tôi có suy nghĩ thế này. Nếu như tàu không bị đánh đắm, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Tôi không hỏi, mà đơn giản chỉ là suy luận. Nếu tàu không bị đánh đắm, dù thế nào ta cũng có mặt trên đảo này. Tôi cảm thấy vậy. Nhưng chúng ta sẽ chỉ có 12 người. Nhưng chúng ta vẫn có 13 người. Người thừa 13. Tôi nghĩ chẳng có ai thừa trên đảo này. Nhưng người thứ 13 không phải vô tình đến đây, mà đáng được đến đây. Cậu thấy rõ hơn cả. Tôi không tin. Tóm lại, anh hiểu rồi chứ? Cần phải làm một cái bè lớn và tất cả cùng chèo. Khi đó sẽ được việc. Được rồi, anh Savelli, đừng buồn. Có lẽ trong kia chị Maria đã nấu xong món gì ngon ngon đấy. Bật thế chứ. Anh Vadim. Này các bé, bố và cô có chuyện muốn nói. Bố và cô Nina. Nói tóm lại, bố và cô sẽ cưới nhau vào ngày 12. Quá hay. Thật chấn động.
Có thể gọi cô là mẹ rồi, Katia. Còn em là em gái. Cô nghĩ chúng ta sẽ dần dần giải quyết, phải không? Anh đúng đấy. Chúng ta sẽ sống chung. Và cô tin chúng ta sẽ là bạn. Sao lại thế này? Đứng im hay là đi đây? Cháu biết là chúng ta sẽ sống ở nhà bố con cháu chứ. Sao lại chỗ bố cháu? Đơn giản là chỗ cô đi thuê, vả lại rất đắt nữa. Chỗ bố con cháu lại gần trung tâm. Con tự đi bố à? Con đi đâu? Sao thế? Con cho chó ăn. Cậu lại leo lên đây rồi. Đi nào, hai chị em cẩn thận đấy. Căn cứ đâu mà cậu bảo hắn có một mình? Có thể chúng có hai, ba thằng, hoặc có khi cả một tốp. Không, tôi không nghĩ bọn chúng nhiều đâu. Nếu nhiều, chúng sẽ hành động theo cách khác. Có lẽ sẽ mạnh bạo hơn chẳng hạn. Kiên quyết hơn. Tóm lại tôi chưa hiểu. Nhưng chuyện chai rượu của bác Albert thì rõ rồi. Rõ gì? Rõ ràng hắn ăn cắp chai rồi cho chất độc vào, mục đích đầu độc tất cả một lúc. Thế còn ba sao? Sao chúng không giết thằng bé? Có lẽ chúng muốn cảnh báo ta. Liệu cậu có phóng đại không? Thằng bé đúng là bị ngã vào gốc dừa, cố chạy vài bước rồi ngã lăn nhiều vòng. Lăn là sao? Anh chẳng nói, mắt nó sợ hãi lắm mà. Có gì ngạc nhiên đâu, dù sao nó cũng là đứa tự kỷ. Lida, ổn chứ? Gì ạ? Ổn chứ? Vadim, anh có thể giữ thang cho bọn em được không? Cũng như con dê, nó ăn gì đó bị đầu độc và tiêu đời. Tôi ra đây đã. Tóm lại đây là câu chuyện đen tối. Chủ đảo cũng bị đầu độc. Không rõ họ bị đầu độc hay tự đầu độc mình. Lúc họ còn gọi con trai qua điện thoại vệ tinh, trong khi con trai đang bay thì họ đã chết rồi. Khám nghiệm cho thấy có loại virus nào đó. Thế đấy, cái chết đến sau một ngày. Phải, có thể có virus nào đó trên đảo chăng? Virus nào ở đấy cơ chứ? Đến nơi, người con thậm chí không tin mắt mình. Họ sống cả đời trên đảo, suốt đời chẳng ốm đau gì. Vậy mà chỉ trong một ngày, có kinh không? Một tình yêu thật sự, sống cùng rồi chết cùng nhau một ngày. Phải, đúng là một tình yêu. Chuyện gì xảy ra ở đó? Nghe nói họ nuôi một thằng Tàu người ở. Dĩ nhiên mọi nghi ngờ dồn vào thằng này, nhưng nó biến không để lại dấu vết, nên không sáng tỏ được điều gì. Tóm lại câu chuyện rất mù mờ. Ta đi thôi. Anh lại vẽ sơ đồ gì đấy? Vẽ cái đó cho tôi thì tốt hơn. Mà tốt hơn hãy vẽ cho chính mình đi. Anh có chuyện gì vậy? Anh Ray, tôi thấy có điều gì bất thường với anh thì phải. Hôm qua cũng thế, nay cũng vậy. Tôi cũng thấy sợ. Sao anh cứ im lìm suốt thế? Anh Andrei, quảng cáo đã hết, cô muốn nói gì nào? Phải, muốn nói đấy, sao lại không? Anh là chồng tôi mà. Tôi là chồng cô à? Cái tivi mới là chồng cô.
chú sao vậy? Ho gà, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào, anh Savelli. Hết tập 5.